Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh Thiện Tâm Nam Định. Chúc các anh chị và các bạn một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Vâng, cũng như thường niên là mỗi năm khi mùa Vu Lan đến và Tết Nguyên Đán, gia đình anh chị Phúc Giang cùng các mạnh thường quân tổ chức lễ phát quà từ thiện cho các hộ nghèo, người già và những người có hoàn cảnh neo đơn. Vâng, mà khi đúng 8 giờ hoặc hơn 8 giờ thì gia đình sẽ tổ chức lễ phát quà. Vậy các cụ đã đến sớm như thế này thì chúng tôi rất là vui. Vì tại sao? Các cụ rất già yếu mà đã được qua mặt tổ chức sớm như thế này thì chúng tôi xin thay mặt cho chính quyền địa phương xin cảm ơn các vị đã đến chia sẻ và cùng vui với chúng tôi để tổ chức cái buổi phát quà cho long trọng và đúng ý nghĩa của nó. Vâng. Ai bảo thầy là người nổi tiếng nên ai muốn chụp ảnh. Được ạ. Hai ba này được rồi. Thưa quý vị, hàng năm cứ mỗi mùa Vu Lan đến và Tết Nguyên Đán của dân tộc, gia đình anh chị Phúc Giang cùng các mạnh thường quân tổ chức phát quà từ thiện cho những hộ nghèo, những người già cô đơn.
và những các cháu thiếu tinh thần. Vâng, ngày hôm nay cũng vậy, tại gia đình chị Phúc Giang, gia đình chị Phúc Giang cùng cơ mạnh thường quân tổ chức phát quà cho những hộ nghèo, như là trên phong cách trình bày, và những người có hoàn cảnh neo đơn, lá lành đùm lá rách. Vâng, hôm nay đến dự của phát quà này, con nhà chùa đã tới dự và có một số lời phát biểu trước các cụ ông, cụ bà, cùng các quý vị. Xin các cụ ông, cụ bà chúng ta hãy chú ý lắng nghe. Vâng, xin mời thầy lên phát biểu đôi lời ạ. Vâng. Thưa các cụ ông, các bà, đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các quý vị mạnh thường quân, kính thưa đến toàn thể bà con nhân dân, những người mà rất là được hạnh phúc ngày hôm nay có được phần quà rất là ấm áp, rất là chia sẻ những tình thương trong những ngày giáp Tết. Thì chúng tôi cũng được ban tổ chức, đặc biệt là hai gia đình, đặc biệt là gia đình hai cô chú Phúc Giang cũng cho biết tin, và chúng tôi cũng rất là hoan nghênh, rất là hoan hỉ, rất là vui mừng đến tham dự với buổi phát quà, trao quà từ thiện của gia đình cô chú Phúc Giang hôm nay. Thì theo như tôi được biết ấy, thì gia đình cô chú ấy định kỳ hàng năm, mà chúng ta cũng chắc là các cụ đây đều biết cả, là hàng năm là cô chú làm rất nhiều công việc từ thiện, và đặc biệt là phát quà vào hai cái dịp Vu Lan và cái dịp Tết Nguyên Đán. Cái việc này ấy, nó cũng gắn liền với tinh thần Phật giáo và cái tinh thần từ bi, cái lòng thương, và đặc biệt nữa là cái sự chia sẻ. Cho nên vừa nãy thầy vừa mới nói là chúng tôi vừa mới nói là hôm nay trong cái ngày rét buốt như thế này, thế nhưng mà chúng ta cảm thấy ấm lòng, ấm lòng bởi vì cái tình cảm, cái sự chia sẻ ở đây không những chỉ có cô chú Phúc Giang đâu, mà còn rất nhiều các quý vị nhà hộ trì này, đây là những người mạnh thường quân, những người mà để cùng chung tay đóng góp cho một cái chương trình từ thiện từ giáp Tết này. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi một người chúng ta ấy, ai cũng thế ạ, đều có một cái lòng trắc ẩm. Trắc ẩm là gì? Tức là chúng ta có thể là có được tấm áo ấm, có thể là được một chút miếng cơm ngon, thế nhưng mà nhìn ra ngoài xã hội ấy, chúng ta còn rất nhiều những người mà còn thiệt thòi, còn khó khăn, còn thiếu thốn. Cho nên là với cái lòng trắc ẩm đấy thì giống như là cái lòng từ bi của đạo Phật, nhưng mà là nhìn thấy chúng sinh rất là thương, Đức Phật cũng thế thôi, rất là thương chúng sinh. Nhưng mà có điều là chúng ta làm được đến đâu, làm được như thế nào. Thế thì hôm nay ấy, là cái buổi phát quà này là chúng ta thấy là tôi đánh giá rất là cao, bởi vì không những là thường niên cô chú ấy làm, mà lại làm rất là to, làm rất là hoành tráng. Bản thân chúng tôi thì cũng làm từ thiện, nhưng mà vì là cái phước của mình có thể là nó còn kém đấy, cũng quy tụ cũng làm từ thiện, nhưng mà chúng tôi chỉ phát được có 50 suất. Thế nhưng mà đây riêng nhà cô chú ấy với một gia đình ấy, mà phát đến hàng 200 suất như thế này đấy, với một trị giá số tiền không phải là nhỏ. Thì đây là trước hết đây là tôi đánh giá cao ở cái chỗ là thế này. Một đây là cái phát tâm của cô chú ấy là một điều mà hiếm có. Đây là một cái tâm độ lượng rất là lớn, không phải là bây giờ ở đây trước nhà cô chú ấy mà để mà khen, để mà tâng bốc nhau lên đâu, nhưng mà đây thực sự là nó là cái việc thực, nó là như thế, cái việc thực nó là như thế, không phải ai cũng làm được như thế này. Đấy, tôi khẳng định là như thế, và các quý vị đây chúng ta cũng phải ghi nhận như vậy, không phải ai cũng làm được việc này. Đấy là cái tâm của người ta là một. Cái việc thứ hai nữa là cái sự uy tín. Đấy, cái này chúng tôi cũng đã làm từ thiện, chúng tôi biết cái uy tín của cái người mà phải phát động. Đấy, có khi phát động nhưng mà người ta không ủng hộ, người ta không hưởng ứng. Chứ còn bản thân một mình ấy, một mình thì cũng chỉ là hạt cát thôi, rất là nhỏ bé thôi. Thế nhưng mà cái việc này ấy là phải tập trung. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất nhiều các gương mặt thiện nguyện người ta phát tâm. Cho nên đây là một cái sự uy tín mà năm này năm khác đã tích góp lại được. Đấy, chứ cái uy tín này không phải là ngày một ngày hai mới có, mà cái gì cũng thế, thưa các cụ, là nếu mà làm một cái việc thiện hay là một cái việc gì thôi, nếu như mà nó có gì khuất tất, nó cái gì mà mất lòng tin ấy, thì thưa các cụ là lần sau không thể làm được.
cái này nó là cái việc phát tâm mà, nó là việc thiện nguyện mà. Đấy, cho nên là không phải là vào năm nay thì tôi làm cái này xong rồi, nhiều khi chúng ta đừng nghĩ rằng là đấy có sự trục lợi hoặc là có những cái gì đó mà nó khuất tất một cái là mất lòng tin này. Cho nên đây, hôm nay tôi xin khẳng định hai cái điều. Đấy, hai điều, một đấy là tâm lượng của những người phát tâm, đặc biệt đây là hai cô chú Phúc Giang. Đấy, là chúng ta đều phải khẳng định, các quý vị ngồi đây chúng ta cũng đều phải ghi nhận. Và cái thứ hai nữa là các mạnh thường quân ủng hộ với một cái số lớn như thế này. Đấy, là chúng tôi xin ghi nhận và cũng xin là tán thán những cái việc làm như thế này. Và thế cuối cùng thì chúng tôi cũng xin mượn một cái câu mà hôm nay ở trong cái phông này rất là hay, và tôi cũng thấy rất là ấm lòng, bởi vì đây là xuân sang phúc đến. Ở đây cái chữ phúc này nó có một cái sự trùng lập. Đấy, không biết là gia đình chú ý có một cái văn học như thế nào ấy, nhưng mà tôi thấy là thứ nhất là phúc là chú ý tên là phúc rồi, nhưng mà một cái điều hơn nữa là bản thân tôi cũng tên là phúc. Đấy, cho nên là xin chúng ta rất là hoan hỉ ở đây. Wow. Thế và ấm áp tình thương. Đấy, hôm nay chúng ta trong một cái khung cảnh rất là giá lạnh như thế này, rất là giá rét. Ngay lúc đầu chúng tôi đến đây, đấy, các cụ thấy rất là giá rét. Thế nhưng mà chúng ta đã làm ấm lòng nhau. Bên ngoài trời có thể là rét, nhưng mà trong lòng bản thân tôi cũng cảm thấy rất là ấm áp. Thế và tôi nghĩ rằng tất cả các quý vị ngồi đây, chúng ta cũng đều rất là ấm lòng khi mà được nhận những cái phần quà này. Có thể là phần quà nó không phải là lớn so với bản thân mỗi gia đình chúng ta. Đấy, nhưng mà đây là cả một cái tấm lòng mà mang đến cho nhau cái tình thương. Thế thì hôm nay trong những cái ngày giáp Tết như này, mọi người rất là bận. Thưa các quý vị, là những mạnh thường quân, những người mà ủng hộ đấy, những người ủng hộ cho chương trình ấy, ai cũng đều rất là bận công việc, nhưng mà người ta đều dành những cái thời gian và dành những cái chút tâm huyết của người ta để trao tặng những món quà cho chúng ta. Thế thì trong khuôn khổ thời gian không cho phép nhiều, thì trước hết là xin tri ân công đức, chia sẻ những cái phần công đức này đối với gia đình cô chú Phúc Giang. Thứ hai là cảm ơn đến tất cả những nhà mạnh thường quân, những người mà gọi là hỗ trợ, ủng hộ là cho cái chương trình của cô chú Phúc Giang này, và mong rằng hàng năm phát triển hơn nữa. Rồi hôm nay là cuối năm, nhưng mà chúng ta giữa năm là còn một chương trình nữa, thì chúc cho cô chú luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Thực ra chúng ta cũng phải có cái câu chúc phát tài phát lộc, bởi vì chúng ta mà không có tài không có lộc thì làm sao mà cứu trợ được người khác. Đấy, bản thân mình phải khỏe đã thì mới gánh được cho người khác nữa, có đúng không ạ? Đấy, cho nên là cũng cầu chúc cho cô chú Phúc Giang Nico này là làm ăn thật là phát triển, thật là thuận lợi, và cũng cầu chúc cho tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta dần dần đấy, mong làm sao mà năm nay thì còn được nhận quà, nhưng sang năm là thoát nghèo. Đấy, sang năm là không phải nhận quà nữa để nhường cho những người khác. Đấy, thì để mà có cái sự gia hộ này. Rồi thứ hai nữa là đây cũng là một cái phần quà để mà khích lệ cái tình thương là một, nhưng mà khích lệ cái sự phát triển của chúng ta. Đấy, mong rằng sang một năm mới chúng ta làm ăn thịnh vượng, mạnh khỏe và mọi điều đều được may mắn. Xin chúc toàn thể chúng ta hôm nay có một buổi phát quà thật là đầm ấm, thật là hoan hỉ và thật là thành công. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa các quý vị, vừa giờ các quý vị nghe được lời phát biểu của thầy Phúc đại diện cho các thầy ở chùa Vọng Cung chúng ta tới dự buổi lễ phát quà từ thiện của gia đình chị Phúc Giang cùng các mạnh thường quân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh, bấm nút chuông, bấm like và chia sẻ những video của mình để ủng hộ nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nam Định. Cảm ơn các bạn rất nhiều.